Theo Times of Israel, quân đội Israel IDF hôm 2 tháng 10 thừa nhận một số căn cứ của nước này đã trúng tên lửa đạn đạo của Iran vào đêm ngày 1 tháng 10. Cụ thể tên lửa chỉ gây hư hại nhẹ đến các tòa nhà văn phòng và khu vực bảo trì khác trong căn cứ, trong khi đó không có thiệt hại nào đối với máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, các máy bay khác, đạn dược và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, IDF khẳng định tác động của vụ tấn công đến các căn cứ không quân Israel đều không đáng kể, nghĩa là không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của không quân Israel IDF. Vài giờ sau đó, IAF tiếp tục các hoạt động như tấn công mục tiêu Hebola tại Beirut, hỗ trợ lực lượng tham gia chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon cũng như các cuộc tấn công ở giải Gaza. IAF cũng sẵn sàng cho nhiệm vụ đáp trả Iran khi có lệnh. Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Halevi hôm qua nhấn mạnh lại Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ông cũng khẳng định quân đội Israel có khả năng tiếp cận và tấn công bất kỳ vị trí nào ở Trung Đông. Ông nói Iran hôm qua đã bắn khoảng 200 tên lửa vào nhà nước Israel, Iran tấn công các khu dân cư và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều thường dân. Nhờ khả năng phòng thủ đáng tin cậy của Israel nên thiệt hại là tương đối nhỏ. Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi biết cách xác định các mục tiêu quan trọng. Chúng tôi biết cách tấn công chính xác và mạnh mẽ. Theo các cơ quan y tế, không có thương tích lớn nào trong vụ tấn công. Chỉ có hai người dân bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Đêm ngày 1 tháng 10, Iran phóng khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel để báo thù cho cái chết của các thủ lĩnh Hezbollah, Hamas. Cuộc tấn công khiến khoảng 10 triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn. Ngoài ra, theo truyền thông địa phương, cuộc tấn công của Iran nhằm vào thị trấn Hod Hasadon của Israel khiến khoảng 100 ngôi nhà bị hư hại, 7 người bị thương. Israel cho biết hệ thống phòng không nhiều lớp cũng như là sự hỗ trợ của các đồng minh đã giúp Israel đánh chặn hầu hết tên lửa. Tel Aviv cũng cho biết cuộc tấn công của Iran không có sự hiện diện của tên lửa siêu vật âm như Tehran tuyên bố. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết 90% tên lửa của họ đã đánh trúng mục tiêu và họ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fata để tấn công Israel. Tên lửa siêu vượt âm có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa vì tốc độ và khả năng cơ động của chúng. Quân đội Israel cho biết Iran không sở hữu tên lửa siêu thanh và các tên lửa phóng vào nước này không có khả năng cơ động. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm 2 tháng 10 khi được hỏi liệu ông có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran như những lời đe dọa lâu nay hay không. Câu trả lời là không. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Iran đã đi chạy hướng, tuyên bố Washington sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với Tehran và ông sẽ sớm đối thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông cho hay chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác Israel về những gì họ sẽ làm. Tất cả thành viên nhóm G7 đều đồng tin rằng họ có quyền đáp trả nhưng nên thực hiện một cách tương xứng. Bình luận được ông Biden đưa ra một ngày sau khi Iran khai hỏa gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm và sẽ phải trả giá. Ông Netanyahu vào ngày 2 tháng 10 triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Israel IDF ở Tel Aviv nhằm thảo luận về các biện pháp đáp trả đòn tập kích của Iran. Bức ảnh được văn phòng Thủ tướng Israel công bố cho thấy, ông Netanyahu họp cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galant, Tư lệnh IDF Hezi Halevi, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad David Banena và Giám đốc Tình báo Sinbet Donenba, trợ lý quân sự và tránh văn phòng của Thủ tướng Israel cũng có mặt trong cuộc họp. Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Tel Aviv có thể đáp trả Tehran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu hoặc tập kích các cơ sở hạt nhân nước này. Các vụ ám sát và tấn công và hệ thống phòng không Iran cũng được xem xét nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Nguồn tin am hiểu tình hình ở Washington cho biết các quan chức Israel đã thông báo với phía Mỹ rằng họ đang hoàn thiện danh sách mục tiêu, thời gian và cách thức đáp trả cuộc tấn công của Iran. Nguồn tin này nói rằng Israel có thể không đáp trả ngay lập tức, song cũng sẽ không chờ đợi lâu vì lo ngại hành động trả đũa có thể mất hiệu quả gian đe nếu bị trì hoãn. Khác với cuộc tập kích của Iran hồi tháng 4, Mỹ không gây sức ép buộc. Israel kiềm chế trả đũa, thay vào đó Washington muốn Tel Aviv cân nhắc cẩn thận hậu quả tiêm tàng trước khi hành động. Israel từ lâu coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu, dù Tehran khẳng định không phát hiện vũ khí hạt nhân các cơ sở hạt nhân Iran nằm dài rác ở nhiều địa điểm, một số trong đó nằm sâu dưới lòng đất. Iran năm 2015 đạt thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện, gọi tắt là JCPOA với 6 cường quốc. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lại được dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt. Mỹ năm 2018 rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc với Iran. Tehran cũng từ bỏ cam kết trong thỏa thuận để đáp trả, đồng thời mở rộng chương trình làm giàu uranium, rút ngắn khoảng thời gian họ cần để sản xuất đủ uranium, cấp vũ khí cho một quả bom hạt nhân xuống còn vài tuần, thay vì ít nhất một năm như trước. Theo Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, Israel có thể đang để mắt đến các cơ sở hạt nhân của Iran khi quyết định tung đòn đáp trả cuộc tấn công của hàng trăm tên lửa Tehran mỹ đã đánh giá thời gian đột phá của iran thời gian cần thiết để sản xuất đủ vật liệu cho vũ khí hạt nhân hiện chỉ còn khoảng một hoặc hai tuần chuyên gia davis nói theo quan điểm của israel họ không thể để iran có được vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ có áp lực mạnh mẽ trong nội các của thủ tướng israel benjamin netanyahu để tấn công các cơ sở hạt nhân đó và về cơ bản sẽ làm chậm chương trình vũ khí hạt nhân của iran có khả năng trong nhiều năm theo chuyên gia Davis, Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng một cuộc tấn công quân sự truyền thống hoặc một cuộc tấn công mạng, tương tự cách Israel bị nghi từng sử dụng nhằm vào máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng Hezbollah ở Liban. Chuyên gia nhận định, bất kể Israel làm gì, hành động phải dễ nhận thấy và phải được coi là quyết đoán và thành công. Trong khi đó, Salam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House cho biết, Iran có thể hy vọng Israel sẽ hành động kiềm chế. Theo chuyên gia Vakin, Israel đã nói rõ rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giải quyết vấn đề an ninh liên quan đến Iran. Điều này đòi hỏi họ phải loại bỏ nhiều nhất có thể quyền chỉ huy và kiểm soát của trục kháng chiến từ Hamas đến Hezbollah cho đến việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Iran ở Syria. Theo một số chuyên gia, Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng Mỹ có thể muốn loại trừ lựa chọn này vì nguy cơ làm leo thang xung đột hơn nữa một số nhà phân tích cho rằng israel có thể nhắm mục tiêu tấn công vào các nhà máy lọc dầu của iran để trả đũa trang tin asias cho biết các quan chức israel đang cân nhắc một đòn đáp trả đáng kể đối với cuộc tấn công của iran trong vài ngày tới có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong lãnh thổ iran và các địa điểm chiến lược khác các nhà lập pháp mỹ đã ủng hộ một cuộc tấn công và hoạt động sản xuất dầu của iran Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông sẽ hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden phối hợp với Israel để phản ứng áp đầu, bắt đầu từ khả năng lọc dầu của Iran. Trong một tuyên bố, ông cho biết các nhà máy lọc dầu của Iran nên bị tấn công mạnh. Giới chức Israel được cho là đang tham khảo ý kiến của Mỹ về cách triển khai phản ứng quân sự của họ. Điều này có thể đẩy Trung Đông đến gần bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp nội các an ninh vào đêm ngày 1 tháng 10 để thảo luận về phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công của Iran. Theo Aegis, các quan chức Israel đã nhất trí về nguyên tắc sẽ tiến hành trả đũa nhưng cần phải tham vấn với các quan chức Mỹ về hợp tác phòng thủ với Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cũng như nguồn cung cấp đạn dược và hỗ trợ hoạt động khác ông netanyahu cảnh báo iran đã phạm một sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá trong khi một số quan chức israel nói rằng iran sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả đau đớn cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan tuyên bố sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho cuộc tấn công này và chúng tôi sẽ hợp tác với israel để giải quyết vấn đề đó đồng thời nói thêm rằng washington sẽ tiếp tục tham vấn với phía israel trong ngày hôm nay theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Jazeera, vào ngày 2 tháng 10, Hezbollah tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ của Israel lúc dạng sáng cùng ngày ở miền nam Lebanon. Trước đó, hôm 1 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố sư đoàn 36 và các lực lượng bổ sung đang tham gia cuộc tấn công trên bộ ở miền nam Lebanon. Việc bổ sung thêm bộ binh và quân thiết giáp từ sư đoàn 36 bao gồm lữ đoàn Colani, lữ đoàn thiết giáp 188 và lữ đoàn bộ binh 6 cho thấy chiến dịch đã vượt ra ngoài các cuộc đột kích của biệt kích hạn chế. Al đưa tin vào lúc trưa nay cho biết có khoảng 20 xe cứu thương đang chờ ở phía bắc Israel để tiếp nhận những người lính đang được sơ tán khỏi khu vực biên giới Lebanon bằng trực thăng. Theo Al Israel thực sự chiếm ưu thế về hỏa lực từ trên không, nhưng Hezbollah luôn có sức mạnh, chiếm ưu thế trong bất kỳ cuộc giao tranh trên bộ tiềm tàng nào. Đây là lãnh thổ của họ và chắc chắn có vẻ như trong cuộc đối đầu trực diện đầu tiên, Israel đã phải chịu thương vong nặng nề. Al cho biết lần gần nhất quân đội Israel tham gia chiến tranh trên bộ ở Lebanon là tháng 7 năm 2006. Đó là một thảm họa khi quân đội Israel xa lầy trong cuộc giao tranh dữ dội. Các chiến binh Hezbollah đưa đoàn xe tăng Israel này đến nơi khác vào các cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này, với một cuộc tấn công trên bộ khác sau gần hai thập kỷ, các nhà phân tích cho biết Israel có thể một lần nữa sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài khác ở Lebanon. Mặc dù Israel tuyên bố cuộc tấn công có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu ở miền nam Lebanon, nhưng bằng chứng trên thực địa dựa trên bản chất và quy mô của quân đội và xe tăng được Israel huy động cho chiến dịch này, có thể thấy rằng nước này có thể là đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Lebanon kéo dài hơn. Biên tập viên quốc phòng của Al Jazeera Alex Gatopoulos cho biết sư đoàn này thường có khoảng 12.000 đến 14.000 quân tinh nhuệ và sẽ được hỗ trợ bởi hàng chục xe tăng và tất nhiên là cả pháo binh nữa. Những người lính được triển khai ở miền nam Lebanon cũng đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù đã kiệt sức sau một năm xung đột ở Gaza. Nhà phân tích an ninh Trung Đông cho biết nếu bạn là Hezbollah không cần phải bắn nhiều tên lửa vào phía bắc để khiến điều đó trở nên quá nguy hiểm đối với công dân Israel khi trở về. Quân đội rất khó đạt được mục tiêu chính trị. Liệu bạn có thể đảm bảo miền bắc Israel sẽ an toàn để mọi người trở về hay không lại là một vấn đề khác? Và đó là vấn đề chính trị cũng như là vấn đề quân sự. Với hệ thống phòng thủ nhiều lớp và sự hỗ trợ của đồng minh, Israel nhanh chóng vô hiệu hóa cuộc tấn công của hàng trăm tên lửa Iran vào đêm ngày 1 tháng 10. Dữ liệu vệ tinh từ NASA cho thấy, cuộc tấn công quy mô lớn của Iran không gây thiệt hại đáng kể nào cho các hạ tầng quan trọng của Israel, bao gồm cả các căn cứ không quân lớn. Hệ thống phòng không nhiều lớp hiện nay đã được Israel phát triển kể từ khi hứng chịu loạt tên lửa Scud của Iraq trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Dưới đây là một số chi tiết về hệ thống này. Các tên lửa đánh chặn tầm xa Arrow 2 và Arrow 3 được thiết kế để tiêu diệt các mối đe dọa trên không. Chúng được Israel phát triển nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Iran. Tên lửa Arrow hoạt động ở độ cao cho phép phân tán an toàn bất kỳ đầu đạn nào. Công ty Israel Eurospace Industries thuộc sở hữu nhà nước là nhà thầu chính của dự án, trong khi tập đoàn Boeing tham gia sản xuất các thiết bị đánh chặn. Vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng hệ thống phòng không Arrow lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến với Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 để đánh chặn một tên lửa đất đối đất. Tháng 9 năm ngoái, Đức đã ký cam kết với Israel để mua hệ thống Arrow 3 với giá gần 4 tỷ euro. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Davis Link được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo phóng từ khoảng cách 100 tới 200 km. Được phát triển và sản xuất chung bởi công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn RTX của Mỹ, Davis Link cũng được thiết kế để đánh chặn máy bay, UAV và tên lửa hành trình. Hệ thống phòng không tầm ngắn vòm sắt được xây dựng để đánh chặn loại tên lửa do Hamas sử dụng tại Gaza. Hệ thống này xác định xem tên lửa có đang hướng đến khu vực đông dân cư hay không. Nếu không, tên lửa sẽ bị bỏ qua. Hệ thống vòng sắt ban đầu được tuyên bố có khả năng bảo vệ khu vực có quy mô thành phố khỏi các tên lửa có tầm bắn từ 4 km đến 70 km, nhưng các chuyên gia cho biết khả năng này đã được nâng cấp. Để bắn hạ các mối đe dọa, hệ thống đánh chặn của Israel phải tiêu tốn hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la Mỹ. Vì vậy, Israel đang phát triển một hệ thống mới dựa trên tia laser để vô hiệu hóa tên lửa và UAV của đối phương với chi phí ước tính chỉ 2 đô la Mỹ cho mỗi lần đánh chặn. Ngoài hệ thống phòng không nhiều lớp này, Israel còn có sự hỗ trợ tích cực của các đồng minh. Hồi tháng 4, Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã phối hợp với Israel đánh chặn hơn 300 tên lửa và UAV của Iran. Trong vụ việc hôm qua, Mỹ và các đối tác khác cũng giúp Tel Aviv đánh chặn một phần tên lửa Iran. Ngày 2 tháng 10, quân đội Israel thông báo lực lượng bộ binh và thiết giáp chính quy đã tham gia vào các hoạt động trên bộ tại miền nam Lebanon nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị đáp trả sau loạt tấn công bằng tên lửa từ Iran. Israel hiện đang đối đầu với cả Hamas ở dài Gaza và cùng lúc tăng cường hiện diện quân sự tại Lebanon. Chỉ một ngày sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công, sự leo thang này đã gây lo ngại rằng khu vực Trung Đông, nơi có vai trò quan trọng trong sản xuất dầu mỏ, có thể đối mặt với một cuộc xung đột lớn hơn. Việc triển khai thêm lực lượng bộ binh và thiết giáp từ sư đoàn 36 của Israel, bao gồm các lữ đoàn Golani, thiết giáp 188 và bộ binh số 6, cho thấy chiến dịch quân sự đã vượt ra ngoài phạm vi các cuộc đột kích quy mô nhỏ của biệt kích. Quân đội Israel cho biết mục tiêu chính của họ là phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới Lebanon, đồng thời khẳng định không có kế hoạch mở rộng hoạt động vào các thành phố lớn như là Beirut hay các khu vực khác của miền nam Lebanon. Cùng ngày, Iran tuyên bố đã kết thúc đợt tấn công tên lửa lớn nhất nhằm vào Israel, trừ phi có thêm hành động khiêu khích từ phía Israel. Trong khi đó, Israel và Mỹ cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ. Theo trang tin Asia Earth, Israel dự kiến sẽ thực hiện một cuộc trả đũa lớn trong vài ngày tới với khả năng tấn công các cơ sở dầu mỏ và những địa điểm chiến lược khác bên trong Iran. Hezbollah tuyên bố rằng họ đã đẩy lùi lực lượng Israel khỏi thị trấn IDC vào sáng sớm ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương. Về phía Iran, họ khẳng định cuộc tấn công vào Israel vào ngày 1 tháng 10 chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự. Theo truyền thông nhà nước Iran, ba căn cứ quân sự của Israel đã bị tấn công. Tehran cho biết đây là phản ứng trước cái chết của các thủ lĩnh phiến quân cũng như các hành động quân sự của Israel tại Lebanon và Gaza. Lực lượng Hezbollah tuyên bố các chiến binh đã đụng độ với bộ binh Israel buộc đối phương phải rút lui khỏi ngôi làng Odaise giáp biên giới. Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency, Hezbollah hôm 2 tháng 10 tuyên bố đã sáng đòn khiến Israel hứng chịu tổn thất và buộc phải lưu quân. Đây được coi là cuộc đụng độ chính thức đầu tiên giữa Hezbollah và quân đội Israel trên mặt đất. Hôm 1 tháng 10, Israel tuyên bố phát động chiến dịch quân sự giới hạn trên bộ ở miền nam Lebanon, nơi Hezbollah có sự hiện diện đáng kể. Hebola không tiết lộ cuộc đụng độ diễn ra như thế nào, nhưng các chiến binh của tổ chức được cho là đã nắm vững các chiến thuật tác chiến đô thị, tổ chức phục kích và sử dụng tên lửa chống tăng tầm xa để phá hủy xe tăng, xe bọc thép Israel. Bộ binh Israel đối mặt với bất lợi khi tiến vào Lebanon vì chưa quen địa hình tác chiến, cần thời gian xác định mục tiêu. Tuy vậy, bộ binh Israel được yểm trợ đáng kể từ pháo binh và không quân. Theo tờ al của Libanon, lực lượng Hezbollah hiện vẫn đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của Israel, đặc biệt là sư đoàn số 98 và lữ đoàn thiết giáp số 7. Hezbollah tổ chức nhiều cuộc tấn công quy mô nhỏ, đặc biệt là nhắm vào các khu vực trọng điểm mà bộ binh Israel lấy làm bàn đạp để tiến vào Libanon. Hôm 1 tháng 10, Hezbollah cũng phóng tốc kết hạng nặng Fadi 4 nhằm vào căn cứ Glilot, trụ sở đơn vị tình báo 8200 của Israel ở vùng ngoại ô thành phố Aviv. Kể từ ngày 23 tháng 9, Israel đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Các cuộc không kích khiến 1.073 người chết và 2.950 người khác bị thương, theo Bộ Y tế Lebanon. Cuộc tấn công mới nhất bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel đã đổ thêm dầu vào lửa trong xung đột hiện nay tại Trung Đông. Theo giới phân tích, xung đột có leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện hay không phụ thuộc một phần vào cách Israel lựa chọn đáp trả. Iran đã phóng gần 200 tên lửa về phía Israel vào hôm 1 tháng 10, trong số đó có nhiều tên lửa đã trúng mục tiêu. Cuộc tấn công này có cường độ mạnh hơn so với cuộc tấn công mà Tehran thực hiện vào tháng 4 năm 2024. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh được sản xuất ở trong nước cho cuộc tấn công, đồng thời nói rằng 90% số tên lửa đã trúng mục tiêu. Mặc dù vậy, quân đội Israel khẳng định một số lượng lớn tên lửa do Iran bắn đã bị đánh chặn. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này sẽ đáp trả. Iran đã phạm một sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá. Chính quyền Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa của chúng tôi. Theo một quan chức Mỹ, nhiều căn cứ không quân của Israel đã bị nhắm mục tiêu và một căn cứ đã bị tấn công gây ra thiệt hại nhỏ. Một quan chức khác cho biết trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng là một mục tiêu nhưng không bị tấn công. Bilal Saab, một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington nhận định khả năng xung đột leo thang hay không sẽ phụ thuộc vào phản ứng đáp trả của Israel. Israel có thể nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để gây tổn hại cho tất cả các đối thủ của nước này và dáng cho họ một đòn chí mạng. Các nhà phân tích an ninh cho rằng thiệt hại mà Israel gây ra cho Hezbollah, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, đã làm suy giảm khả năng gian đe của Tehran. Theo giới quan sát, hiện Israel có nhiều lựa chọn hơn để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10. Danny Sichinowicz, một cựu sĩ quan tình báo Israel cho rằng Israel sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với Iran so với hồi tháng 4, vì về cơ bản, mối đe dọa từ lực lượng Hezbollah đã giảm đáng kể chính quyền Tổng thống Mỹ Biden có thể thúc giục Israel kiềm chế phản ứng của mình, nhưng trong bối cảnh cuộc bầu cử của Mỹ đang đến gần, tiếng nói của họ có thể sẽ ít ảnh hưởng hơn so với hồi tháng 4. Ông C.G. lưu ý, đây sẽ là một sự leo thang mà kết cục khó có thể lường trước. Hành động của Israel gần như chắc chắn sẽ khiến Iran đưa ra một phản ứng khác. Chúng ta dường như đang ở giai đoạn đầu của cuộc đối đầu mạnh mẽ giữa Israel và Iran.